Tại buổi họp báo chính phủ ngày 11 tháng 8, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện nay hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thông suốt ổn định. Tuy nhiên, về tiến độ việc áp dụng giao dịch lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây, Bộ đã có chỉ đạo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các giải pháp để sớm thống nhất trong tháng 8 có thể quay trở lại lô giao dịch 10. Bộ Tài chính cũng vừa nhận được báo cáo lại của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh rất căng thẳng. Ngay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có F0 nên việc triển khai test hệ thống giao dịch kiểm thực có khả năng bị chậm lại. Do đó, Bộ Tài chính sẽ cố gắng hết sức khi tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có thể cho phép sẽ trở lại với việc này và hy vọng tiến độ vẫn đảm bảo việc quay lại lô giao dịch trong tháng 8. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7 năm 2021, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 630.359 tỷ đồng, tăng 20,84% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 116.196 tỷ đồng, tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2020. Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã hoàn thiện dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và trình chính phủ trong tháng 7 năm 2021. Những tháng cuối năm 2021, Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân. Công ty chứng khoán Rồng Việt VDSC vừa đưa ra dự báo tăng trưởng tín dụng đến cuối quý 3 năm 2021 sẽ đạt khoảng 9,5-10,5% so với đầu năm nhờ nền lãi suất cho vay thấp và tác động không đồng đều của đại dịch và hoạt động giãn cách xã hội dịu lại. Tăng trưởng tín dụng tháng 6 năm 2021 đạt 6,5% so với đầu năm, tương đương với mức tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, số dư huy động tăng 4,1% so với đầu năm và 13,2% theo năm. Một khảo sát được VDSC thực hiện đã đưa ra dự báo, bước sang quý 3 năm 2021, tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt là 11,2% và 9,6%. VDSC nhấn mạnh, trừ khi được phê duyệt mở rộng hạn mức tín dụng lần thứ 3, tăng trưởng tín dụng có khả năng rơi vào khoảng từ 9,5-10,5% so với đầu năm vào cuối quý 3. Hiện tại, nguồn cầu vẫn duy trì tại một số thành phần kinh tế, nhưng các thủ tục giấy tờ đang bị ảnh hưởng, dẫn đến hạn chế trong giải ngân. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ xem xét cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết. Từ năm 2000 đến nay, HOSE đã thực hiện 9 lần thay đổi biên độ dao động giá, trong đó có 7 lần điều chỉnh tăng và 2 lần điều chỉnh giảm. Việc tăng giảm biên độ dao động giá phụ thuộc vào tình hình và biến động của thị trường. Khi thị trường diễn biến xấu thì điều chỉnh giảm biên độ dao động giá là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế đà giảm, ngăn không để thị trường giảm sốc. Khi các yếu tố cơ bản được kiểm soát, thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại và nhằm tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán, bắt đầu có sự điều chỉnh tăng nhẹ dần từ mức 2%, 3%, sau cùng là tăng lên 7% và áp dụng cho đến nay. Về đề xuất nâng biên độ từ 7% lên 10%, điều chỉnh biên độ dao động giá là một trong các biện pháp mà cơ quan quản lý sử dụng để kích thích tăng quy mô và thanh khoản cho thị trường, nhằm cân đối cung cầu chứng khoán, tăng tính hấp dẫn cho nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét cân nhắc việc điều chỉnh biên độ dao động giá khi diễn biến thị trường thực sự cần thiết. Thị trường giảm trong những phiên đầu tháng 7 đến từ hai yếu tố, định giá là một phần, yếu tố thứ hai là dòng tiền. Trong đó, dòng tiền nước ngoài rút dòng mạnh và từ đầu năm đến nay đã rút dòng trên sàn chứng khoán 1,7 triệu đô la Mỹ và trong 3 năm qua là 4 tỷ đô la Mỹ, cộng thêm lượng cho vay ký quỹ tăng đột biến ở các công ty. Vậy muốn thị trường tăng tiếp, cần có các đợt chuyển hóa từ người vay nhiều sang các nhà đầu tư chưa vay, dòng tiền nước ngoài quay lại, dòng tiền mới thay thế dòng tiền cũ. Theo các chuyên gia, VN Index trong ngắn hạn hoàn toàn có thể điều chỉnh về lại mức kháng cự 1.200 điểm. Tuy nhiên, về cuối năm 2021, VN Index vẫn có thể tăng lên mức từ 1.400 đến 1.500 điểm. Thì EPS nếu tăng trưởng đâu đó khoảng 33%, thì cái làm cho cái PE trung bình của vào cuối năm 2021 sẽ giảm đi xuống ở mức thấp hơn. Và chúng tôi xác định là nó mức mốc khoảng 1.450 đến 1.500 điểm là điểm đến của VN Index trong 6 tháng tới. Và với điều kiện, với giả định đạt được đó là chúng ta phải dập được dịch trong tháng 8.
Trước khi Covid trở thành vấn đề lớn, thì dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp từ khoảng 50 đến 52%, bao gồm cả doanh nghiệp trên Upcom, nhưng vì Covid nên dự báo giảm xuống, tăng trưởng 40% cho năm 2021 và năm 2022. Nếu kiểm soát được dịch, thì lợi nhuận tăng từ 22 đến 25%. Điều này sẽ giúp cho PE của thị trường trở về mức hấp dẫn. Xét về định giá cho 2021, đâu đó khoảng tầm 14,5% PE nếu mà lợi nhuận tăng khoảng tầm 35-40%. Còn nếu như mà xét vào định giá cho 2022, nếu mà tăng trưởng lợi nhuận được 22-25% thì định giá chỉ còn khoảng 11,5% PE mà thôi, là dưới mức bình quân của thị trường khoảng tầm 15-16 lần PE ấy, rất là dài. Do đó nếu mà chúng ta ngồi chúng ta kêu định giá thị trường chúng ta mắc, thì có một vài, tôi xin nói là có một vài công ty đang dựa trên sàn có một định giá cao hơn cái mức bình thường rất nhiều, nhưng mà xét một cách tổng thể cả thị trường 11,5-12 lần PE, tôi cho rằng không thể nào nó mắc được. Nhìn về chu kỳ kinh tế, cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ nhận định suy thoái kinh tế do COVID-19 đã kết thúc vào tháng 4 năm 2020. Đây là nền kinh tế đầu tàu trên thế giới đã phục hồi và thị trường chứng khoán cũng phục hồi. Tương tự ở Việt Nam, là quốc gia xuất khẩu nhiều, cũng đã xuất hiện đáy của thị trường chứng khoán vào cuối tháng 3 năm 2020. Nhịp đầu tiên là tháng 6 đến cuối tháng 7 năm 2020. Nhịp thứ hai là trong tháng 1 năm 2021 và nhịp thứ ba là trong tháng 7 năm 2021. Vậy thì cái ba cái nhịp điều chỉnh này nó khá là tương đồng với những con số về những cái đã xảy ra trong quá khứ về cái nhịp điều chỉnh. Vậy thì cái nhịp điều chỉnh trong tháng 7 năm 2021 thì chúng tôi đánh giá là khi mà nó điều chỉnh giảm 13%, và chúng tôi đánh giá là cơ bản là đã tạo đáy ở cuối tháng 7 năm 2021. Thế thì với cái việc mà kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi và chính phủ khống chế được Covid và thị trường chứng khoán đang ở trong giai đoạn đầu chu kỳ tăng trưởng thì hoàn toàn là thị trường tiếp tục sẽ đi lên. Có thể thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn nằm trong xu hướng tăng trưởng dài hạn. Sự điều chỉnh nếu có xảy ra cũng là sự điều chỉnh cần thiết để thị trường có thể đi lên một cách bền vững. Tiếp theo chương trình là những thông tin về thị trường chứng khoán châu Á. Thưa quý vị, thì ít thay đổi vào ngày thứ Năm khi thị trường Mỹ một lần nữa ghi nhận mức cao sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát không tệ như lo ngại. Đồng đô la Mỹ đã suy yếu trong khi các đồng tiền châu Á tăng giá. Và ngay sau đây là phần tổng hợp về ba kênh đầu tư lớn là tiền tệ, năng lượng và kim loại quý. Trên thị trường tiền tệ, Mỹ công bố một số thông tin kinh tế không hỗ trợ nhiều cho giá đô la Mỹ như báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ cho tháng 7 đã tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng 5,4%, cũng đúng với kỳ vọng của thị trường. Thêm vào đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự lạc quan về kế hoạch ngân sách 3.500 tỷ đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ giảm sau khi tăng đạt mức khá cao trong gần 5 tháng qua, chỉ số US Dollar Index giảm 0,3 điểm xuống còn 92,91 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu ổn định vào ngày thứ Năm sau khi Hoa Kỳ, nước tiêu thụ dầu hàng đầu trên thế giới, kêu gọi các nhà sản xuất lớn để tăng sản lượng đã củng cố thêm mối lo ngại về các nguồn cung khi các nền kinh tế giảm bớt các hạn chế về dịch COVID-19. Giá dầu Brent giao sau tăng 5 sen lên 71,49 đô la Mỹ một thùng vào lúc 2 giờ 16 phút theo giờ địa phương, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ đã tăng 4 sen lên 69,29 đô la Mỹ. Trên thị trường vàng, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng qua đêm vào ngày thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng giá tiêu dùng của Mỹ chậm lại trong tháng 7 đã xoa dịu lo ngại về việc hỗ trợ kinh tế sớm giảm dần. Giá vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 1.750,34 đô la Mỹ một ounce vào lúc 1 giờ 4 phút theo giờ địa phương. Giá vàng giao ngay của Mỹ không đổi ở mức 1.753,4 đô la Mỹ một ounce. Quý vị, tại buổi họp báo chính phủ vào chiều tối ngày 11 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có chia sẻ về vấn đề rất nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có đề xuất thay đổi phương án sản xuất ba tại chỗ tại các tỉnh phía Nam, đồng thời cũng đã chỉ ra những bất cập của phương án sản xuất này tại các tỉnh. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong bối cảnh hiện nay, phương án 3 tại chỗ áp dụng cho sản xuất, nhất là sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp, khu sản xuất vẫn là phương án tốt. Mặc dù phương án này đã được áp dụng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng khi triển khai tại các địa bàn khác, đặc biệt là ở 19 tỉnh thành phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, lại có bất cập.
Theo Thứ trưởng, ở Bắc Ninh, Bắc Giang, đặc điểm các khu công nghiệp phía Bắc ít người hơn, trong khi ở phía Nam có những khu có tới hàng nghìn, chục nghìn công nhân. Ở miền Nam, người lao động đến từ rất nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Nếu để người lao động ở tại một chỗ quá lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động. Ngoài ra, chuỗi cung ứng về logistics, hệ thống vận tải bị đứt gãy, có những vùng bị sớm nên gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ. Thứ trưởng cũng đồng tình là chi phí để thực hiện phương án 3 tại chỗ quá cao, khiến cho nhiều doanh nghiệp không thể chịu được. Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trả lời câu hỏi liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn về lãi suất vốn vay cho người dân và doanh nghiệp. Về lãi suất của các doanh nghiệp, ngay từ khi bùng phát dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại hạ các mức lãi suất. 7 tháng đầu năm nay, lãi suất đã giảm thêm 0,5%. Trước tình hình dịch bệnh lan rộng tại các địa phương và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại vừa cắt giảm chi phí hoạt động tối đa để tạo điều kiện giảm lãi suất và chia sẻ lợi nhuận của ngân hàng thương mại để giảm lãi suất cho doanh nghiệp hiện nay. Các ngân hàng thương mại đã cam kết từ nay tới cuối năm sẽ giảm thêm lãi suất gần 20.500 tỷ đồng. Vừa qua có thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước đưa ra gói hỗ trợ 20.500 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết là không có gói này. Chủ yếu là các ngân hàng thương mại công bố lãi suất sẽ giảm và bằng các phương pháp giảm khác nhau tùy theo quy mô điều kiện của mỗi ngân hàng. Ngoài ra, 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước bao gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank đã đồng thuận và nhất trí mỗi ngân hàng sẽ giảm lãi suất vay thêm khoảng 1.000 tỷ đồng. Trên sang phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, dịch COVID-19 đang tái bùng phát mạnh tại Israel. Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày đã tăng lên đến hơn 6.000 ca, mức cao nhất kể từ tháng 2. Israel là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng, nhưng quốc gia này vẫn đang cảnh giác cao độ trước làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Delta. Mặc dù đã tiêm liều vaccine thứ 3 cho người lớn tuổi và áp đặt chặt chẽ về giãn cách xã hội, nhưng con số mắc COVID-19 hàng ngày ở Israel vẫn tiếp tục tăng. Ngày 10 tháng 8, nước này ghi nhận 6.275 trường hợp mắc COVID-19 mới, con số cao nhất kể từ tháng 2 tới nay. Giới chức Israel hiện đang lo ngại làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta gây ra sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi mùa tựu trường của các học sinh sinh viên đang đến gần sau kỳ nghỉ hè. Mặc dù đã có 63% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine, song học sinh dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm và cũng đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chưa kể hiện vẫn còn hơn 1 triệu người trưởng thành dù thuộc diện phải tiêm phòng nhưng vẫn không chịu đi tiêm. Philippines ghi nhận biến thể Delta đang lây lan nhanh và khó kiểm soát. Các chuyên gia cảnh báo nếu không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp hạn chế, thì số ca mắc COVID-19 có thể đẩy hệ thống y tế nước này vào tình trạng quá tải. Bộ Y tế Philippines cho biết, gần 1/5 tổng số bệnh viện tại nước này đang dần hết giường bệnh. Cụ thể có 236 trên 1.291 bệnh viện ở Philippines đã tới mức khẩn cấp, khi có tới 85% giường bệnh đã lấp đầy. Các bệnh viện tại thủ đô Manila cũng đang trong tình trạng tương tự, với 25 trên 159 bệnh viện gần kín chỗ. Việc quá tải của hệ thống bệnh viện là do số ca mắc COVID-19 do biến thể Delta gây ra tăng mạnh, với 8.000 đến 10.000 ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày trong những tuần gần đây. Đến nay, Philippines đã ghi nhận trên 1.670.000 ca mắc COVID-19 và trên 29.000 ca tử vong. Cuối tuần trước, chính phủ Philippines đã áp đặt lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần đối với khu vực thủ đô bao gồm 16 thành phố với 13 triệu người sinh sống. Việc phong tỏa sẽ giúp chính phủ làm chậm đà bùng phát các ca nhiễm mới và có thêm thời gian để củng cố hệ thống y tế. Ấn Độ hiện đang ghi nhận một số dấu hiệu về làn sóng dịch thứ 3 với ít nhất 10 bang, trong đó có Tamil Nadu, Karnataka và Kerala ở miền Nam, báo cáo về hệ số lây nhiễm cao hơn trong 3 tháng qua. Hệ số lây nhiễm là một công cụ quan trọng mà các chuyên gia dịch bệnh và các nhà hoạch định chính sách sử dụng để kiểm tra mức độ hiện diện và lây lan của dịch COVID-19. Hiện hệ số lây nhiễm trung bình tại Ấn Độ là 1,01, đồng nghĩa rằng trung bình một người bệnh sẽ truyền virus cho 1,01 người khác. Thời điểm Ấn Độ hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ hai đặc biệt nghiêm trọng hồi tháng 5, hệ số lây nhiễm là khoảng 1,4 và hệ số này đã giảm xuống 0,9 khoảng một tháng trước. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 32 triệu ca mắc, trong đó có hơn 429.000 ca tử vong, nằm trong nhóm 3 quốc gia chịu tác động mạnh nhất của đại dịch COVID-19. 5 triệu người dân tại thành phố Melbourne, lớn thứ hai tại Australia, sẽ tiếp tục thực hiện lệnh giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 thêm ít nhất một tuần sau khi chính quyền bang Victoria vào ngày 11 tháng 8 đã quyết định gia hạn biện pháp phong tỏa tại thành phố này. Biện pháp giãn cách thêm được áp dụng sau khi thành phố Melbourne của Australia ghi nhận ổ dịch mới tại một trường học
có sự xuất hiện của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và ổ dịch này lây lan nhanh chóng. Trước đó, ngày 5 tháng 8, thành phố Melbourne bắt đầu triển khai biện pháp phong tỏa lần thứ 6 kể từ khi dịch bùng phát. Không chỉ người dân Melbourne, hơn 5 triệu người dân ở thành phố Sydney thuộc bang New South Wales cũng đang trong tuần thứ 7 thực hiện giãn cách, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 8 này.